con học về cái giới hành, cho nên thầy phải giảng đi từng cái phần để thấy từng cái thứ tự của cái pháp tu, để mà sau này chúng ta sắp xếp lại cái phương hướng tu tập của chúng ta rất rõ ràng hơn. Vì cái thời gian mà hướng dẫn thầy tùy theo các cái pháp mà mọi người mà đang tu tập, rồi tùy theo cái trường hợp, cái hoàn cảnh tùy thuận của đại thừa, không có dám động chạm họ, cho nên cũng nương tay. Mà vì vậy mà trải qua 18 năm nay coi như vì cái sự mà tùy thuận, quá tùy thuận của thầy, cho nên thầy không dám chỉ thẳng rằng phải tu cái nào đúng, cái nào sai, không dám nói rằng cái đó sai mà cái tu tập như thế này đúng, cho nên chỉ tùy thuận họ mà không dám nói họ sai. Do cái chỗ mà không dám nói họ sai cho nên họ không biết sai, vì vậy mà trong tư tưởng trong đầu họ, họ nghĩ cái đó đúng, vì vậy mà họ cứ mặc dù thầy cố lái họ nhưng mà họ vẫn nghĩ rằng trong đầu họ cái đó đúng. Cho nên đến giờ phút này thì thầy không nói ra thì chắc chắn cũng không còn ai mà nói nữa. Cho nên thầy tuy rằng thầy biết rằng nói ra thì nó sẽ có sự đụng chạm rất lớn ở với các nhà đại thừa, nhưng mà nói ra để mà cho cái người sau biết được cái đúng cái sai mà người ta tránh, còn không nói ra mà bưng bít chịu để cho cái lợi ích cho cá nhân của thầy, nghĩa là không, người ta không nói thầy như thế này thế khác để cho người ta ca ngợi thầy là cái người không có tùy thuận, không chống đáng ai hết, thì thầy thấy nếu mà người ta ca ngợi thầy thì chỉ được có cái phần an ổn cho thầy mà thôi. Còn cái thế hệ, cái con người sau này mà theo đạo Phật thì họ chẳng biết đường đâu mà đi, cho nên họ vẫn thấy đại thừa, vẫn thấy thiền tâm là đúng. Còn bây giờ thầy mạnh dạn, thầy đặt thẳng, người ta nói thầy là con người hay nói xấu, hay chống đáng, hay này kia, đã kích cái này kia, họ nói mặt họ, thầy hiện giờ cái đúng là thầy nói đúng, mà cái sai thầy nói sai. Ai ở trong cái sai thì phải chịu chung cái số phận của lời nói của thầy mà thôi. Chứ còn bây giờ mà thầy cứ nhân nhượng họ thì ngàn năm sau thì nó cũng như vậy thôi. Cho nên cái pháp Phật càng ngày càng nhân nhượng thì cái pháp Phật bị dìm mất đi, và cũng không người nào mà triển khai nổi những cái pháp hành như thế này được. Tuy rằng tạng kinh có chữ nghĩa hẳn ngoài, nhưng mà đọc vô thì người ta thấy dường như là pháp này với pháp kia nó có riêng rẽ nhau, nhưng ở đây không phải đâu, nó tập trung trên một cái điểm nào đó để mà nó thực hiện được cái sự giải thoát của cái điểm đó. Vì vậy mà hôm nay chúng ta mới thấy được cái định niệm hơi thở là một cái vấn đề quan trọng, mà từ lâu lâu mà các thầy đi về đây được thầy hướng dẫn về định niệm hơi thở nhiều nhất, nhưng thầy không dám nói lạc sang qua cái khác, bởi vì trong đại thừa nó cũng lấy cái hơi thở mà làm cái tiêu chuẩn để mà tu, cho nên thầy lấy cái hơi thở thì nó thấy không có sai khác, cho nên nó không có nghịch. Nhưng mà sự thật ra cái hơi thở không phải là cái giai đoạn đầu của người tu, cái người mới tu không có nên tu cái hơi thở, mà hãy tu cái định vô lậu, xét thấy được cái khổ tập diệt đạo ở trên cái thân này nè, để rõ thấu được thì đem những các pháp đó mà để thông suốt được, rồi từ đó chúng ta mới tu cái tứ chánh cần, đặt các định ở trên thân của chúng ta mà thực hiện tứ chánh cần, làm cho các pháp ác nó lìa ra, làm cho nó ly ra, làm cho nó đoạn dứt đi. Thì cái tu tập như vậy ấy, mới chính là cái thiền định của đạo Phật, chứ không phải ngồi lại mà nương vào hơi thở đếm hay sổ hay tùy để rồi đi vào thiền định. Bây giờ tới cái giai đoạn mà chúng ta ly rồi, vậy mà Phật còn cẩn thận bảo chúng ta phải ngồi lại thẳng lưng rồi quán từ bỏ, để xem nếu mà bây giờ đó đầu mình nó không có vọng tưởng thì mình không còn từ bỏ nữa, bởi vì tâm mình nó gom vào. Mà đầu mình nó còn khởi niệm vọng tưởng thì mình phải quán từ bỏ, quán từ bỏ nương hơi thở thì chúng ta sẽ ức chế được cái vọng tưởng. Cho nên ở đây Phật dạy quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, dĩ ấy tập quán từ bỏ tôi sẽ thở ra, dĩ ấy tập đó. Thì ở đây cái người mà tu tập như vậy gọi là tu định niệm hơi thở. Mà định niệm hơi thở thì các thầy nó nhớ là trên thân quán thân tu về hành tướng nội đó. Thì như vậy là nó đâu có lìa ra khỏi cái tứ niệm xứ đâu. Cái định niệm hơi thở tức là ngay cái pháp môn đó, cái định niệm hơi thở là cái pháp môn để mà thực hiện ở trên cái thân của nó, để nó làm một cái đường đi để mà nhập các định. Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này các thầy tỳ kheo, tu tập như vậy làm cho sung mãn, có thời có quả lớn và có lợi ích lớn. Nghĩa là chúng ta chỉ quán như vậy, rồi chúng ta tu tập như vậy, cứ nhắc thường xuyên, chúng ta nhắc trong 5 phút, 10 phút, rồi 30 phút, rồi 1 giờ, ngồi thiền kiết già thẳng lưng mà chúng ta nhắc cái câu này,
quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, quán từ bỏ tôi sẽ thở ra. Nếu mà khi mà chúng ta thấy cái tâm của chúng ta đã từ bỏ rồi, đã xa lìa, đã ly tham sân si rồi, đã ly dục ly ác pháp rồi, thì chúng ta không cần dùng câu này nữa. Này các thầy tỷ kheo, Đức Phật nhắc cái thời Đức Phật tu á, tu cái pháp hơi thở nè. Này các thầy tỳ kheo, trước khi ta chưa giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, thì khi còn là Bồ Tát đó, thì ở đây các thầy thấy thầy có trả lời cho các thầy rồi đó. Bồ Tát là một vị chưa có chứng. Cho nên Đức Phật nói khi ta còn Bồ Tát, tức là ta chưa chứng chánh đẳng chứng giác, chưa giác ngộ, chưa chánh đẳng chứng giác. Cho nên khi ta còn Bồ Tát, ta trú nhiều với trú này, tức là ta trú nhiều với cái pháp này. Nghĩa là trong lúc đó là Bồ Tát đang tu những nhột tùy thuận xá tâm của mình á, thì Đức Phật lại tu về cái pháp hơi thở. Này các thầy tỳ kheo, do ta tu tập nhiều, ở đây thì nó trú nhiều với trú pháp này, với trú này. Ở đây thì thầy dịch ra ta tu cái pháp này nhiều á, nên thân ta và con mắt không có mỏi mệt, và tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Rõ ràng là từ bỏ là từ bỏ gì? Từ bỏ là hoặc chứ gì? Từ bỏ tham sân si chứ gì? Cho nên đưa vào hơi thở nó làm cho chúng ta tỉnh táo, làm chúng ta sáng suốt lên. Cho nên con mắt không có mỏi mệt, tâm ta nó không có lừ đừ. Đức Phật nói như vậy, ta được giải thoát khỏi các loại hoặc và không có chấp thủ. Do mà tu tập như vậy thì Đức Phật sẽ thấy giải thoát hoàn toàn. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo ước muốn rằng, mong rằng thân và mắt khỏi bị mỏi mệt, và mong rằng tâm được giải thoát khỏi các loại hoặc, không có chấp thủ, thời định niệm hơi thở vô hơi thở ra này cần phải khéo tác ý. Thấy không? Khéo tác ý là cái gì? Quán từ bỏ, hay là hơi thở vô tôi biết vô, hơi thở ra tôi biết ra, tức là khéo tác ý đó. Các thầy thấy chưa? Cái bài kinh của Phật dạy rõ ràng, mà đây là cái kinh nghiệm của Phật. Phật nói lúc mà ta còn Bồ Tát chưa có thành chánh đẳng chánh giác, ta tu cái này nhiều. Cho nên khi mà vào đây 3 năm bên nữ, các con thấy 3 năm các con thầy đã cho các con rèn luyện cái định niệm hơi thở rất là kỹ lưỡng mà. Cho nên hôm nay mà các con tiến tới tu thì thầy tin rằng cái hơi thở các con sẽ quá thuần thục rồi, không còn có mà cái khó khăn nữa. Do vậy bây giờ hiện giờ có đứa 30 phút hoặc 1 giờ không có niệm vọng tưởng xen vào, thì các con biết là nó đã đạt được đến cái mức của tầm tứ. Và bây giờ mà chúng ta chuyển qua một cái pháp mà vô lậu để mà chúng ta xả cái tâm cho sạch, thì chuyển qua cái pháp vô lậu mà xả tâm, thì chúng ta tu ngay cái chứng cần mà giữ trong 3 tháng, thì tự hỏi các con có đạt được không. Cho nên bên nữ các con, nếu mà thầy đã xác định rất là đúng cái thời điểm của các con sẽ thành tựu được trong 3 tháng là các con ly dục ly pháp, và vì vậy mà cái hơi thở này nó sẽ giúp các con ly dục ly pháp rất là cụ thể. Cho nên khi mà ngăn chặn ác pháp á, thì các con thấy thầy khuyên các con tu chánh niệm tỉnh thức và định niệm hơi thở chứ gì. Đó. Thì cái định niệm hơi thở này thì quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, quán từ bỏ tôi sẽ thở ra. Các con thấy chưa? Thấy chưa? Như vậy cho nên các con sẽ xả ly và bỏ các pháp ác được, cho nên ly dục ly ác pháp được. Mà Đức Phật đã nhắc lại cái thời của mình chưa là thành tựu, chưa giác ngộ, chưa thành chánh giác, thì Đức Phật đã tu tập nó, tu tập cái này nó mà phải khéo tác ý. Đây thầy đọc lại cái câu này để cho các con và các thầy nghe. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo ước muốn rằng, mong rằng các niệm và các tư duy của ta được đoạn tận, thời định niệm hơi thở vô hơi thở ra này phải được khéo tác ý. Mong rằng, muốn rằng cái đoạn diệt những cái sự suy tư ở trong cái đầu của mình và các niệm nó được đoạn diệt, thì cái định niệm hơi thở này phải khéo tác ý. Khéo tác ý như thế nào? Từ bỏ, quán từ bỏ tôi thở vô, quán từ bỏ tôi thở ra. Có phải vậy không? Nó thì sự khéo tác ý ở đây Đức Phật muốn nhắc là chúng ta phải khéo, phải khéo nó để mà nhắc tâm của chúng ta. Nó thì như vậy là nó cái khéo tác ý như vậy là các thầy và các con phải nhớ đó là một cái pháp hướng của chúng ta, để cho nó khi mà nó đã ngăn chặn đứng được tất cả các cái tạp niệm, các cái lậu hoặc, thì lúc bây giờ nó trở thành một cái đạo lực cho chúng ta đó. Đây bây giờ kể tới Đức Phật dạy kế tới. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu thầy tỳ kheo muốn ước muốn rằng, mong rằng ta sẽ trú trong tưởng nhàm chán đối với các pháp không nhàm chán, muốn cái rằng, muốn mình được nhàm chán cái pháp không nhàm chán, nghĩa là bây giờ chúng ta ăn cái viên siêu nước chúng ta thấy thèm quá, cho nên cái pháp đó, cái pháp siêu nước đó, nó chưa có phải là cái pháp nhàm chán đối với ta đâu. Cho nên chúng ta muốn nhàm chán cái pháp đó, thì chúng ta phải tu tập định niệm hơi thở, thì chúng ta khéo tác ý.
thì nó sẽ nhàm chán cái pháp đó. Như bây giờ nói Đức Phật cũng nói, bây giờ các con thèm siêu nước ha, thì các con nên lấy cái hơi thở mà các con tư thì các con sẽ không thèm siêu nước nữa. Ý nói vậy thầy muốn nói thẳng là vậy, bây giờ tôi thấy cái chim siêu nước tôi thèm quá, cởi xuống tôi ăn chục dưa đó, tôi đang thèm siêu nước mà, cho nên nó muốn ăn vậy đó. Mà bây giờ ông Phật nói bây giờ phải nhàm chán cái đó đi, mà muốn nhàm chán vậy thì cái định niệm hơi thở vô hơi thở ra này cần phải có tác ý thì nó sẽ nhàm chán, phải không? Cái pháp nó của Đức Phật dạy rõ đó. Cho nên vì vậy mà mình muốn mình nhàm chán nó thì mình phải dùng cái pháp muốn nương theo cái hơi thở mà nhắc thì nó sẽ nhàm chán cái gì, phải không? Hay quá, quá tuyệt. Cho nên ở đây các con đấy ông Phật cũng dạy, nhưng mà cái người mà không biết đó, thì không hiểu được cái chỗ này. Cho nên vì vậy họ chẳng biết tu, cho nên họ cứ hàm thức, cho nên nó cái hàm thức của họ thích ăn thích uống thích siêu nước thích chè. Cho nên bữa nào mà có sôi mà có út mà làm á thì thấy các thầy cũng thấy ăn được ngon thích, phải chi mà có nhiều chút nữa. Thầy nói thầy nói thật sự ra thì khi mà cái pháp đó là cái pháp nó không nhàm chán, mà bây giờ mình phải hướng tâm mình nhắc như thế nào để cho mình nhàm chán, thì định niệm hơi thở là một điều cần thiết giúp cho chúng ta sẽ nhàm chán. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo ước muốn rằng mong rằng ta sẽ trú những tưởng không nhàm chán đối với các pháp nhàm chán. Bây giờ đau nhức quá, phải không? Cái pháp mà đau nhức quá thì mình cái pháp đó là cái pháp mình ghét đó, gọi là nhàm chán, mình sợ nó quá mà nó cứ nó đau nhức mình hoài. Do đó Đức Phật cũng bảo mình muốn cho xa lìa cái nhức này á thì nên dùng cái pháp muốn nhàm chán cái này đi, thì tức là mình nương hơi thở thì mình sẽ đuổi cái thọ nó đi đi. Như vậy cho nên ở đây thầy bảo các con dùng cái pháp hứa mà phá cái thọ mình đi. Mà bây Đức Phật nó tìm theo vào cái hơi thở muốn phá cái thọ này, thì cái hơi thở này, cái định niệm hơi thở vô hơi thở ra này cần phải có tác ý nó dưới cái pháp hướng này. Thì rõ ràng là Đức Phật muốn bảo chúng ta phải ở trong cái trạng thái yên tĩnh chứ gì, yên lặng chứ gì, cho nên mới phá ra được cái thọ chúng ta chứ gì. Đó thì cái lời nói của Phật nó rõ ràng và cụ thể đến cái mức độ thầy nói đến cái hơi thở như vậy, thì các con thấy biết bằng cách pháp như vậy nó rõ ràng. Đây là cái cuốn kinh Tương Ưng Độ đã dạy như vậy rõ ràng, chứ không phải là thầy đã, mà thầy đã từng dạy các con rất nhiều. Đó thì ở đây thì Đức Phật dạy chúng ta nếu mà gặp cái thọ, tức là cái pháp nó làm cho chúng ta chán sợ, thì chúng ta nên dừng cái pháp hơi thở mà tu tập thì nó sẽ hết. Đây một cái bài kế nữa. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo ước muốn rằng tôi sẽ cứ tưởng nhàm chán đối với pháp không nhàm chán và nhàm chán thời định niệm hơi thở khéo tác ý. Nó ở đây Đức Phật nói rằng nó có những pháp mà mình không nhàm chán, tức là bây giờ mình thích ăn thích ngủ là cái pháp không nhàm chán. Và cái pháp nhàm chán là cái pháp nào? Đau nhức rồi họ chửi mắng mình ha, hoặc họ nói nặng nhẹ mình, thì cái pháp đó mình sợ quá, tức là mình nhàm chán cái pháp đó quá rồi. Ở đây Đức Phật dùng cái chữ nhàm chán là cái tâm của mình thì cái thọ khổ thì mình nhàm chán mình ghét lắm, mà cái thọ lạc thì mình thích. Cho nên cái thọ lạc tức là cái pháp không nhàm chán, mà cái thọ khổ thì nhàm chán. Cho nên ở đây Đức Phật muốn mình phá được cái pháp mà không nhàm chán và cái pháp nhàm chán này muốn phá được thì cái định niệm hơi thở sẽ tác ý. Nghĩa là mình bị cái pháp nào đó thì mình dùng cái hơi thở mình phá nó sẽ sạch, cố gắng phá nó sẽ hết. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo ước muốn rằng tôi sẽ trú với tưởng không nhàm chán đối với pháp nhàm chán và không nhàm chán theo định niệm hơi thở khéo tác ý, nghĩa là cái pháp nhàm chán và không nhàm chán mình dùng cái tưởng, tức là mình dùng cái pháp hướng rồi mình tưởng ra để rồi mình nương vào cái hơi thở mà mình xả cái tâm của mình. Do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo ước muốn rằng mong rằng sau khi từ bỏ cả hai không nhàm chán và nhàm chán, tôi sẽ trú xả niệm tỉnh giác thời định niệm hơi thở cái tác ý. Đó bây giờ đó mình mới xả được cái pháp nhàm chán rồi. Từng hồi mới đầu thì mình mới có đặt cái chỗ mà quán từ bỏ để mình xem xét có vọng tưởng không. Bây giờ nó hết vọng tưởng rồi thì bắt đầu mình biết rằng cái tưởng của mình nó còn chưa có nhàm chán đâu. Cái ý thức của mình thì mình bị cái bệnh vô lậu thì mình có thể tạo cho nó ly nó rồi đó.
nhưng mà cái tưởng nó chưa có đâu, nó chưa có ly đâu. Bởi vì bây giờ đó mình đã thực hiện cái pháp mà ý thức của mình là giới luật khép, tuy rằng mình ăn ngày một bữa nhưng mà bây giờ thấy cái gì đó mình cũng còn muốn ăn chứ chưa phải hết, cho nên cái tưởng mà muốn ăn đó chưa nhàm chán đâu. Cho nên ở đây Đức Phật muốn dạy chúng ta từ cái ý thức xa lìa cho đến cái tưởng phải là đoạn dứt nó, thì cái định niệm hơi thở là cái chỗ mà chúng ta dứt được những cái tưởng này đó. Bởi vì cái tưởng chúng ta còn tưởng ăn đây nè chứ chưa phải đâu. Cho nên khi đó bây giờ chúng ta lìa được cái pháp nhàm chán, và nhàm chán rồi thì chúng ta sẽ trú ở trong cái tánh niệm, trú xả ở trong cái tánh niệm tỉnh giác. Bây giờ nó mới thật sự là chúng ta đã có sự tỉnh, tánh niệm tỉnh giác. Và tánh niệm tỉnh giác đó thì phải nương cái định niệm hơi thở mà chúng ta mới có được cái sự mà không nhàm chán, và các pháp không nhàm chán và nhàm chán này chúng ta mới ly nó ra được của tưởng đó. Cái này ở đây Phật dạy cái bài pháp rất là kỹ, từ cái ý thức xa lìa rồi bây giờ tới cái tưởng thức xa lìa, xa lìa các pháp của tưởng thức, rồi bắt đầu bây giờ mới là chúng ta mới tiến tới một cái giai đoạn của khi mà nó đã tỉnh giác chánh niệm mà nó xa lìa như vậy hết rồi, từ cái xa lìa của cái ý thức tưởng, ý thức có ý thức của chúng ta cho đến cái tưởng thức của chúng ta đều là chúng ta xa lìa những cái tưởng, mà cái tưởng đó là đối với các pháp chứ không phải là tưởng pháp đâu. Nghĩa là bây giờ chúng ta thấy cái đồng hồ này mà chúng ta ham thích, chúng ta về nhà chúng ta tưởng cái đồng hồ bây giờ phải chi mình có cái đó, tức là mình nghĩ đến nó đó, đó là cái tưởng của mình đó. Đó, còn bây giờ thầy thấy cái đồng hồ này thầy ham muốn, tức là ý thức của thầy đó nó ham muốn đó. Còn bây giờ nó không có mà thầy về cái thất của thầy rồi thầy ngồi thầy mới tương tư với cái đồng hồ, thầy mới thấy cái đồng hồ thầy ham thích nó, phải chi có nó thì nằm ngủ cũng rề rẫm nó đó. Thì cái đó là tại vì cái tâm ham thích của nó, cho nên vì vậy mình phá cái tưởng này, đừng có để cái tâm đó. Đó, đó là những cái mà cái định niệm hơi thở nó sẽ giúp chúng ta xả được cái tưởng. Cái tưởng đó nó nhàm chán các cái pháp mà nó không làm cho chúng ta ham thích nữa. Do như vậy đó thì lúc bây giờ chúng ta mới có đạt được cái chánh niệm tỉnh thức. Các con thấy chưa? Chứ chưa, bây giờ chúng ta tu vậy chứ chúng ta chưa đạt. Mà bây giờ đạt được cái chánh niệm tỉnh thức này thì các con nghĩ như thế nào? Nghĩa là hàng ngày nó ở trong một cái hơi thở chúng ta, hoặc là nó ở trong cái thân của chúng ta, nó quay vô nó không phóng như ra đâu. Cho nên Đức Phật bây giờ mới nói như thế này: do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy ước muốn rằng, mong rằng ly dục, ly bất thiện pháp, tức là a pháp đó, sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ thời định niệm hơi thở phải che tắc ý. À, bây giờ các thầy đã tu tập tứ chứng cần, ly ác pháp này kia nọ xong rồi, nhưng mà chưa chắc đã là mình đã nhập sơ thiền, cho nên từng đó mình phải xả cái tưởng này đi để cho nó cũng có tưởng. Bởi vì mình nói chứ mình thật sự ra bây giờ đó, về cái ý thức của mình đó, thì mình thèm siêu nước đi, không? Mà trong lúc đó đó không có ăn thì mình dùng cái tưởng mình thèm, bởi do cái tưởng nó làm cho mình thèm hơn là cái ý thức mình thèm đâu. Do như vậy đó, sau khi mình xả hết các tưởng này rồi, hồi đó ly dục ly ác pháp của ý thức, còn bây giờ nó ly dục ly ác pháp của tưởng thức. Do đó bây giờ đó mới có cái sự chánh niệm tỉnh thức của cái tưởng thức và của cái ý thức của chúng ta, hai cái này nó mới thành ra một cái chánh niệm tỉnh thức của cái giai đoạn bước vào cái giai đoạn định. À, các bạn đã thấy được cái chỗ này. Do vậy bây giờ chúng ta mới ước muốn rằng, bây giờ ước muốn mong rằng tôi đã hết, đã nhàm chán các pháp tưởng rồi, đã nhàm chán cái năm sáu cái pháp trần rồi, do cái ý thức của tôi đã lìa nó xa ngũ trần rồi, tôi đã lìa các cái pháp tưởng của tôi rồi, mà bây giờ thì tôi nghĩ rằng tôi mong rằng tôi sẽ ly dục ly ác pháp toàn bộ, tôi sẽ chứng đạt cái thiền thứ nhất do trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ thời định niệm hơi thở cần phải cái tác ý. Thì ở đây Đức Phật nói bây giờ mình muốn chắc ăn như vậy đó, thì bây giờ mình nương vào cái hơi thở mình mới nói rằng mình mới hướng tâm đó, mình nói rằng bây giờ đó, cái tâm phải ly dục ly ác pháp hoàn toàn sẽ chứng đạt và an trú vào thiền thứ nhất. Mình hướng tâm, bởi vì bây giờ nó chỉ còn cái định niệm hơi thở này, mà mình nương vào cái hơi thở mình nhắc cái tâm của mình như vậy, thì bắt đầu đó, cái trạng thái của sơ thiền bắt đầu nó hiện ra liền tức khắc. Thì nó hiện ra liền tức khắc thì như thầy đã nói, nó có năm cái pháp lìa, mà có năm cái công đức của nó, tức là năm cái kết quả của nó. Năm cái pháp lìa nó tham sân si mạng nghi thì nó lìa năm cái pháp này ra, nó không còn có nữa, cho nên nó mới đạt được cái chỗ ly dục ly pháp. Mà tham sân si này nó khi chúng ta lìa ý thức, lìa cái tham sân si, nhưng mà cái tưởng thức chúng ta chưa lìa, cho nên giấc mộng chúng ta còn. Cũng như bây giờ mình ăn chay, mới ăn trong vòng một tháng, nửa tháng hay một năm,
mà mình nằm trên đau mình vẫn thấy mình còn ăn thịt, thì tức là cái tưởng thức nó chưa có ăn chay, nó còn ăn. Cho nên sau một thời gian nữa thì chúng ta mới ly được cái tưởng thức đó. Cho nên tới cái chỗ, tới cái nằm trên đau á, mà chúng ta thấy người ta dọn thịt rồi lên, chúng ta không có ăn. Còn mới tư á, mà chúng ta ăn chay á, thì khi mà nằm mộng á, là chúng ta thấy chúng ta ăn thịt cá, không có từ cái chỗ nào chừng mà giật mình thấy sao mình ăn chay, mình tu mình ăn chay mà sao mình nằm ngủ mình còn ăn mặn, thì rõ ràng là cái tưởng nó chưa có ly. Đây là rõ ràng là hai cái phần rất rõ. Và bây giờ cái sự ước muốn, cái sự mong muốn của mình để nhập cái sơ thiền á, thì bắt đầu là mình chỉ hướng tâm, bởi vì mình muốn thì mình phải nói ra chứ, cái ý của mình nó khởi cái tâm nó muốn vậy đó mà. Cho nên Phật nói do vậy này có thầy Tỳ Kheo, nếu thầy Tỳ Kheo ước muốn rằng, mong rằng ly dục ly bất thiện pháp, tôi sẽ chứng đạt về an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ, thời định niệm hơi thở cần phải chéo tắc ý. Thấy không, lúc nào Đức Phật cũng kìm tới cái định niệm hơi thở để cho mình nêu cái hơi thở đó rồi mình nhắc nó, chứ mình nếu không có hơi thở mình nhắc cái gì đây, làm sao có đường đi chỗ nào đâu. Cho nên thầy thường nói cái định niệm hơi thở là cái đường đi để chúng ta nhập các định đó. Thì như vậy là bây giờ chúng ta mới thật sự là ly dục ly ác pháp của sơ thiền, chứ không phải là ly dục ly ác pháp của cái tứ chứng cần. Tứ chứng cần thì nó mới ly ý thức à. Cho nên ngăn chặn không cho nó sanh ở ý thức của chúng ta chứ, giữ cái trạng thái mà nó thiện pháp của nó, nhưng mà cái thiện pháp đó là ly dục ly ác pháp của ý thức, chứ còn tưởng thức chúng ta còn. Ở đây cái từng cái pháp của Phật dạy chúng ta từng chút ở trong cái tâm của chúng ta tu tập để mà nó giải trừ ra tất cả những cái nỗi khổ của thân tâm chúng ta đã mang từng nhiều đời. Do vậy này các thầy Tỳ Kheo, nếu Tỳ Kheo ước muốn rằng, mong rằng làm cho tịnh chỉ tầm tứ, tôi sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm, thời định niệm hơi thở khéo tắc ý. Đó, bây giờ các con thấy rõ ràng khi mà cái hơi thở nó còn là còn nhất tâm rồi, nó còn một cái đối tượng rồi, thì thử hỏi chúng ta, nếu mà chúng ta ở trong cái nhị thiền thì cái hơi thở nó đâu còn. Ở trong cái sơ thiền thì cái hơi thở nó hoàn toàn một cái trạng thái ly hỷ, cái hỷ lạc của cái sơ thiền do ly dục ly bất thiện pháp á, thì cái trạng thái nó làm cho chúng ta đâu có còn nương ở trong cái hơi thở. Do nên vì vậy mà chúng ta phải ra cái hơi thở, như hồi nãy thầy giảng đó, phải ra hơi thở để rồi hướng vào cái hơi thở đó mà chúng ta mới dùng cái pháp hướng. Bởi vì cái tâm chúng ta mong muốn nó phải tịnh chỉ tầm tứ mà, cái pháp hướng nó thể hiện ở chỗ tịnh chỉ tầm tứ đó. Cho nên chúng ta nhắc tầm tứ phải tịnh chỉ, và cái tâm phải nhập vào chứng đạt vào cái thiền thứ hai đó, chúng ta nhắc nó vậy. Thì chúng ta bắt đầu chúng ta nương cái hơi thở, nếu nó chưa vô thì chúng ta lại nhắc lần nữa, rồi nó chưa vô chúng ta lại nhắc lần nữa, một lát thôi nó vô ngay cái trạng thái diệt tầm tứ rồi, thì nó có một cái hỷ lạc nó sinh ra, nó làm chúng ta rất là an ổn. Do đó chúng ta thấy rõ ràng là bây giờ nó không còn có cái niệm gì mà xen vô chỗ này được, nội tỉnh ở trong này nó rất là sáng suốt tỉnh táo, nó không có một cái gì hết hoàn toàn. Chúng ta thấy rằng nội tâm chúng ta rất tỉnh, nó tỉnh rất tỉnh, cái mức tỉnh rất cao đó. Cho nên cái định niệm hơi thở thì chúng ta cũng rất cần thiết để mà chúng ta thực hiện. Bây giờ chúng ta kế tiếp nữa, để chúng ta thấy học được cái hơi thở nó là quan trọng tất cả mọi cái ý muốn của chúng ta, để xả từng cái tâm của chúng ta từng một, chứ không phải là nhào vô là cái chúng ta hít thở chúng ta ức chế tâm chúng ta đâu. Cái này là hoàn toàn là chúng ta theo cái pháp hướng mà chúng ta chủ động điều khiển bằng cái pháp hướng chúng ta để mà vào các định. Do vậy này các thầy Tỳ Kheo, nếu Tỳ Kheo ước muốn rằng, mong rằng ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm thọ lạc, cảm sự thọ lạc mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, tư chứng đạt và an trú thiền thứ ba, thời định niệm hơi thở để tác ý. Đức Phật cũng nhắc chúng ta cũng phải do cái đường dây hơi thở mà chúng ta mới ly hỷ trú xả. Trú vào trú xả là trú cái chỗ nào? Trú vào cái hơi thở để mà dừng cái pháp hướng. Cái pháp hướng và hơi thở đó là cái nơi mà chúng ta tu trú để mà chúng ta loại cái 18 cái loại hỷ tưởng của chúng ta, mà mình mong rằng mình sẽ ly tất cả những cái loại hỷ này, tức là cái niềm vui của cái tưởng này chúng ta sẽ ly ra sạch. Mà ly ra sạch rồi thì chúng ta nói, khi mà nó lìa ra rồi thì chúng ta sẽ nhập vào tứ thiền, chứng đạt cái thiền thứ ba. Thì cái định niệm hơi thở là một cái đường dây, chúng ta phải nương vào nó rồi tác ý cho đến khi mà nó ly hết những cái trạng thái hỷ. Đó là cái bài mà nhập vào cái tam thiền thì Đức Phật đã chỉ cho chúng ta, cũng do cái định niệm hơi thở mà chúng ta tu tập.
Do vậy, này các thầy tỳ kheo, nếu tỳ kheo ước muốn rằng, mong rằng đoạn lạc, đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ trước, tôi chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, thời định niệm hơi thở, khéo tác ý. Nhập tới cái tứ thiền, Đức Phật cũng bảo chúng ta phải nương hơi thở mà tác ý hướng nó, mong rằng tôi sẽ đoạn những cái lạc, cái khổ, cái thọ khổ, cái lạc, tức là xả lạc hay xả khổ đó. Tôi xả những tất cả những cái hỷ ưu mà đã có cảm thọ từ trước đến giờ đều là tôi quét sạch ra hết. Tức là cái câu góp hứa mình nhắc như vậy là cái ước muốn mình làm cho sạch hết hoàn toàn, rớt ra ở đây. Do như vậy là cái thọ lạc thọ khổ này nó dừng thì tức là cái hơi thở nó phải tịnh chỉ, vì nó tịnh chỉ nó mới dừng được, mà nó không tịnh chỉ thì nó không dừng được. Cho nên do đó mà thầy dạy ngay, bây giờ muốn mà tịnh chỉ cái thọ lạc thọ khổ này mà xả cho được, xả lạc xả khổ, xả niệm thanh tịnh này cho được á, thì chỉ còn có nước tịnh chỉ. Cho nên thầy dùng cái pháp hướng rất ngắn và gọn, hơi thở là tịnh chỉ, các hành trong thân cũng ngưng, thì do đó nó sẽ ngưng hoàn toàn, thì cái thọ lạc thọ khổ này không còn có nữa. Bởi vì nó ngưng rồi thì đâu còn mà lạc, nó còn khổ nữa. Cho nên ngay đó là thầy đã nhập tứ thiền. Còn bây giờ theo cái câu ở trong này mà mong rằng đoạn cái lạc, đoạn khổ, đoạn là dứt đó, không còn nữa. Mà mình biết là cái gốc của nó là có những cái bài kinh khác thì Phật nói rằng nhập tứ thiền là phải tịnh chỉ hơi thở phải ngưng nghỉ. Thì do đó là mình biết là cái mục đích là ngưng nghỉ, là các hành không hoạt động thì cái thọ lạc thọ khổ không còn có nữa. Mình phải hiểu như vậy. Còn mình đọc như thế này rồi mình không hiểu nó như vậy, do đó mình không biết là cái hơi thở có ngưng thế này. Cho nên các nhà học giả đọc cái này không biết là cái tứ thiền có ngưng hơi thở không. Cho nên không ai dám nói là tứ thiền ngưng hơi thở, mà thầy dám nói tứ thiền ngưng hơi thở. Vì có một những cái bài kinh nói có ba hành, thân hành, khẩu hành và ý hành. Mà cái thân hành mà ngưng thì chúng ta nhập tứ thiền, thì cái bài kinh đó xác định rất rõ. Cho nên ở đây chúng ta biết là khi nào mà cái lạc, cái khổ, cái trạng thái đối tượng thanh tịnh mà không còn có nữa, thì tức là chỉ có cái hành, các hành ở trong thân chúng ta phải ngưng. Mà cái ngưng đầu tiên, cái hành ngưng đầu tiên tức là phải cái hơi thở rồi. Do Đức Phật cũng xác định là thân hành, mà thân hành của chúng ta là cái hơi thở, mà hơi thở ngưng thì chúng ta mới nhập tứ thiền. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái định niệm hơi thở nó là con đường đi để mà chúng ta vào ở trong cái định đó. Đó thì ở đây thì hôm nay chúng ta sẽ học tới cái tứ thiền mà do đường dây của hơi thở để mà chúng ta tiến tới cái sự mà tu tập của chúng ta. Thì chúng ta thấy rõ ràng tới đây chúng ta làm chủ được cái thân rồi, bởi vì các hành ở trong thân nó đều ngưng hoàn toàn, cho nên chúng ta hoàn toàn làm chủ. Từ đây về sau thì chúng ta khi mà nó ngưng nhẹ thì trên thân quán thân chúng ta sẽ tu như thế nào, và đồng thời nếu mà chúng ta muốn nhập các loại tưởng nó cũng rất không có khó, chúng ta cũng nương vào cái định niệm hơi thở mà chúng ta dùng cái pháp hướng thì chúng ta cũng sẽ nhập vào các loại tưởng như không vô biên xứ, thức vô biên xứ, rồi vô sở xứ, phi tưởng xứ, diệt tỏ tận định, đều là chúng ta cũng đều nương vào cái hơi thở mà để mà chúng ta hướng y như những cái thiền định trước kia vậy. Thì cái định niệm hơi thở là cái vấn đề quan trọng cho chúng ta tu các định này. Cho nên thầy nói nó là một cái trợ pháp, như một cái trợ động từ. Thì đó là các thầy có thấy rõ không? Thầy có nói sai đâu. Ở trong kinh này dạy như thế nào là thầy đã dạy như thế này, không có dạy sai cái gì của Phật hết. Và có thể ngày mai thầy sẽ ngày mốt thầy sẽ tiếp tục thầy lại dạy cho hết cái bài hơi thở, để cho các thầy biết rằng chúng ta sẽ dùng cái hơi thở mà tu tập những cái pháp nào. Và khi dùng cái hơi thở cho đến cuối cùng chúng ta dùng cái hơi thở để mà chúng ta tu tứ nhĩ ý túc, cho đến từ ra tứ nhĩ ý túc với tam minh á, thì hai cái phần đó thì chúng ta không dùng hơi thở nữa. Nghĩa là chúng ta phải định trên thân, phân định trên tâm rồi thì chúng ta phải ở trong cái trạng thái của tứ thiền, thì cái thức của chúng ta còn, từ đó thì chúng ta không có dùng hơi thở mà chúng ta chỉ dùng pháp hướng để mà tu tập cái tứ nhĩ ý túc và cái tam minh. Cái này nó khác rồi. Còn những cái định khác thì chúng ta đều đưa vào cái hơi thở mà tu tập, như không vô biên xứ, thức vô biên xứ, cho nên đến diệt thọ tưởng định thì chúng ta đều là phải tu cái định niệm hơi thở cho đến khi mà cuối cùng á, thì khi mà nhập được tứ thiền rồi thì chúng ta mới không có dùng cái hơi thở nữa, bởi vì hơi thở nó tịnh chỉ rồi. Còn hơi thở nó còn thì chúng ta sử dụng nó, mà hơi thở hết thì chúng ta không sử dụng nữa. Từ cái nhập mà tới mà bốn cái định hữu sắc và bốn cái định vô sắc cho đến cái diệt thọ tưởng định đều là nằm ở trong hơi thở. Còn đến cái tứ như ý túc và tam minh đó, thì không dùng hơi thở nữa,
cái đó hết rồi. Cái đó thì nó ở trong cái trạng thái của tứ thiền, từ đó nhờ cái trạng thái thân định trên tâm, tâm định trên tâm, chúng ta mới tu tứ nhi túc. Thì cái phần đó thầy sẽ dạy sau. Nhưng mà ngày mốt thầy sẽ tiếp tục thầy dạy cái phần mà các cái định tưởng, cũng thương vào cái hơi thở để mà tu tập các định tưởng, để dạy cho hết cái về cái hơi thở, nó sẽ giúp chúng ta tu về các loại định tưởng được. Cho nên các thầy thấy khi một người mà nương vào cái hơi thở mà ức chế tâm á, thì nó cũng rơi vào các loại định tưởng. Như thầy như hôm qua ở tuần học rồi á, thì cái chỗ mà cái ý thức thanh tịnh á, nó sẽ đưa về đâu đó, thì trong cái bài kinh mà cũng ở trong trung bộ này thì Đức Phật cũng trả lời rất là hẳn hoài. Khi mà ý thức thanh tịnh mà nó không liên hệ với ngũ dục, nó không liên hệ với cái ngũ căn á, mắt tai mũi miệng thân ý của mình nữa đó, tức là nó không tác ý ra phân biệt nữa, thì nó sẽ đưa vào hư không vô biên xứ, tức là không vô biên xứ, rồi đến vô sở xứ, rồi đích thức vô biên xứ, rồi đến vô sở xứ. Cho nên nó rơi vào những cái định đó liền. Thì bây giờ chúng ta không có cần mà ở chỗ mà cái ý thức thanh tịnh đó mà đi vào như vậy, mà chúng ta chỉ cần hương hơi thở mà chúng ta sẽ không ta, thì ngay bây giờ không cần phải chúng ta nhập tứ thiền, mà chúng ta rồi chúng ta mới nhập cái định mà không vô biên xứ. Bây giờ cái người nào mà thầy dạy mình hương là cái hơi thở mà chúng ta sẽ tu cái định mà không vô biên xứ, thì chúng ta cũng tu dễ dàng lắm, không có khó khăn. Bởi dùng tưởng rất dễ, mà dùng ý thức để mà ly dục ly ác pháp thì rất khó. Cho nên bốn cái loại mà định tưởng này, tuy ở đại thừa nó sắp đây là cái bực, cái thiền, cái định vô sắc nó cao lắm, hơn là cái định hữu sắc. Nhưng mà không ngờ cái định hữu sắc rất là vi diệu, mà cái định vô sắc chỉ là tầm thường mà thôi, không có ra gì hết, nó không có cứu cánh gì được hết. Thì đến đây thì thầy xin chấm dứt. Ngày mốt thầy sẽ tiếp tục thầy dạy cứ ngày nghỉ thầy dạy ngày, để cho nó dứt hết những cái pháp hành, cái giới hành cho nó xong. Mà dạy xong rồi thì nghỉ, nghĩa là sớm chừng nào thì nghỉ tốt chừng nãy như vậy. Thầy mong thầy dạy cho nó mau hết. Cho nên hầu hết là thầy cũng giảng không có kỹ, nhưng mà điều kiện đại khái là quý thầy đã hiểu hết rồi. Sau này thầy có viết sách thì các thầy chắc đọc thấy nó dễ hiểu hơn nữa. Nhưng mà cái nhiệm vụ đó thì lần lượt sau sẽ làm, chứ còn bây giờ thì làm chưa kịp. Thôi bây giờ quý thầy chuẩn bị. Hôm nay thầy bắt đầu dạy về tứ thánh định. Nhưng trước khi nói về tứ thánh định á, thì thầy nhắc lại về cái tứ niệm xứ. Vì thầy nghĩ rằng cái giờ học chúng ta trước để chúng ta dễ tiếp thu cái bài học, sau đó thầy sẽ trả lời những câu hỏi mà của các con hỏi. Và đồng thời thì khi cái bài học xong thì chúng ta nghỉ xa hơi trong khoảng chừng 5 phút hay 10 phút đi. Rồi kế đó chúng ta sẽ vào trả lời những cái câu vấn đạo. Thì bây giờ thầy xin nói rằng bây giờ về cái vấn đề mà tu tập về tứ niệm xứ thì nó sẽ có những cái kết quả của nó. Nếu mà ở trên tứ niệm xứ thì chúng ta coi như tứ niệm xứ thì nó phân chia rất nhiều cái bài pháp đầu tiên, và những cái bài pháp cuối cùng của nó đều nó nằm ở trên bốn tứ niệm xứ này mà thực hiện. Cho nên từ thiền định cũng từ ở trên đó, mà từ ly dục ly ác pháp, sống đúng giới hạnh thì cũng từ ở trên tứ niệm xứ. Do vì vậy mà cái pháp tứ niệm xứ nó rất là quan trọng. Thì bây giờ thầy đã giảng cái tứ niệm xứ rồi, do cái chỗ nào mà không hiểu thì các con cũng như quý thầy cứ hỏi, để rồi sau này thì không có cái dịp mà hỏi thầy. Do hỏi cho kỹ trên tứ niệm xứ này để mà chúng ta đặt những cái pháp môn mà Phật đã dạy 37 phẩm trợ đạo, nếu mà chúng ta đặt trên đó mà chúng ta tu tập cho nó đúng, đúng cái thời điểm, đúng cái người mới vào tu bây giờ, cái người tu lâu. Cũng như các thầy thấy như cái hơi thở mà năm rồi thầy dạy hơi thở thì 10 hơi thở rồi đứng dậy đi kinh hành, năm nay thầy dạy hơi thở thì 30 phút hoặc 1 giờ, thì do cái chỗ đó người ta tưởng đây là dạy có 2 cái hơi thở, nhưng sự thật là có 1 cái hơi thở mà thôi. Bởi vì từ một năm nay mà chúng ta tu về cái hơi thở mà 10 hơi thở mà cho đứng dậy đi kinh hành cho đến bữa nay thì nó là 1 năm rồi. Và một năm như vậy thì từ đây, từ bây giờ thì chúng ta phải tăng dần, từ đó chúng ta tăng dần lên tới 30 phút rồi. Thì bắt đầu bây giờ thầy dạy 30 phút cho đến 1 giờ, chứ sao lại là thầy dạy 10 hơi thở nữa. Đó thầy thấy, chứ không phải là cái thiền định niệm hơi thở nó có cái thứ loại mà 10 hơi thở đi kinh hành, và bây giờ là 30 phút mới đứng dậy xả thiền đi kinh hành, hoặc là 1 giờ đứng dậy đi kinh hành xả thiền là một cái thiền định nữa. Không phải đâu, nó chỉ là một mà thôi. Sau đó thì trong cái bài mà dẫn đạo thì thầy sẽ trả lời kỹ hơn.
Bây giờ chúng ta sẽ nghe cái kết quả của trân tứ niệm xứ nó như thế nào, để biết rằng khi mà chúng ta tu tập nó sẽ đem lại những cái kết quả của trân tứ niệm xứ đó. Vậy thì đầu tiên cái mà Đức Phật muốn nói cái tứ niệm xứ mà có kết quả như vậy đó, thì đây là một cái bài kinh mà ông tôn giả A Na Lược đã nói lên cái điều này, đã hỏi lên cái điều này. Khi mà lúc bây giờ tôn giả đó mới nghĩ rằng á, do tu tập, do làm cho sung mãn những pháp gì, tôn giả A Na Lược đạt được cái sự thắng trí. Thì có cái người hỏi ông mà làm cái gì mà ông đạt được cái thắng trí đó. Thưa chư hiền, do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ, nghĩa là cái sự tu tập là thầy đã giảng rồi đó, do mình nỗ lực mình tu tập mình làm cho sung mãn được cái bốn niệm xứ đó, thì như tôi đã chứng được cái thắng trí ấy, thì cũng đều nhờ cái chỗ mà làm cho sung mãn, tức là tu tập cho thuần thục bốn cái niệm xứ đó để mà ly dục ly ác pháp, để mà lìa ra tất cả những cái pháp ác. Đó là những cái giai đoạn đầu. Từ kế đó thì tôi thực hiện tiếp tục những cái thiền định như tứ thiền đều cũng nằm trên đó. Vì vậy mà tôi đã có được đại thắng trí. Ở đây này chư hiền, tôi trú quán trên thân, quán thọ trên thọ, quán pháp trên pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhất phục tham ưu ở đời, do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này như vậy mà nên tôi được nhớ đến ngàn kiếp. Nghĩa là ông nói rằng ông tu tập từ bắt đầu đó là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, cho nên quán pháp trên pháp, rồi tới tu tập tứ nhĩ túc tam minh. Vì vậy mà tôi nhớ được đến ngàn kiếp. Ông nói ông nhớ được đến ngàn kiếp. Như ý lực, chữ ý đây có nghĩa là cái ý thức của chúng ta. Khi mà chúng ta tự tạo ý, chữ ý ở đây là cái lực của nó, cái lực của ý thức của chúng ta mà tu tập mà rèn luyện được cái ý thức đó. Chẳng hạn bây giờ mình tắt ý ra, cái hơi thở này là phải tĩnh chỉ, phải ngưng do cái ý thức của mình. Nhưng mà cái đó là như ý lực, cái ý của mình muốn như vậy, làm như vậy, mà cái lực của ý đó nó đã tạo được thì do cái sự tu tập. Mà do sự tu tập đó cho nên nó phải nằm ở trên bốn niệm xứ mà tu tập để cho thực hiện được cái như ý lực đó. Cho nên từ cái như ý lực đó nó mới đánh thức được cái tâm thức của chúng ta. Từ đó cái tâm thức của chúng ta nó mới có cái lực mà nó tiền lệnh, nó làm cho chúng ta có những cái đặc biệt hơn là những người khác. Thưa chư hiền, do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ, tôi thực hiện nhiều loại thần thông. Nghĩa là do cái như ý lực mà tôi tập luyện, tức là bây giờ mình lấy cái ý thức của mình đó mình tập luyện, do đó nó trở thành một cái lực. Vì vậy mà tôi đã có nhiều loại thần thông. Ông A Na Lược ông đã nói ông A Na Lược ông đã nói như vậy. Có nhiều loại thần thông như thế nào? Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, và có thể từ thân bay đến trời phạm thiên. Nghĩa là còn rất nhiều những điều kiện mà đây là tóm tắt lại để cho chúng ta biết rằng cái ý lực của chúng ta nó mạnh như vậy đó. Kế nữa là cái ý lực, thưa chư hiền, do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi chứng được thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thanh tịnh siêu nhiên, có thể nghe và thấy, có nghe, có thể nghe các tiếng và thấy rất xa, chư thiên và loài người, hoặc xa hoặc gần, nghĩa là chỗ nào cũng thấy được hết, cũng nghe được hết. Đó là cái chỗ mà như ý lực của ông ta dùng. Nghĩa là nói cái kết quả đó để cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ sử dụng cái tu hành nó ở chỗ nào, nó ở cái gì. Chúng ta biết chúng ta phải rèn luyện cái gì. Cho nên vì vậy mà thầy luôn luôn thầy bảo các con phải rời khỏi cái định, để rồi ở trên cái hơi thở đó mà dùng cái thắc ý ra, như lý mà thắc ý ra, mà nó trở thành cái lực như vậy. Do cái tu tập mà được như ý lực đó, thì vậy cho nên cái nhĩ thông, cái nhãn thông của mình á, nó thanh tịnh, nó siêu nhân, nó có thể nghe xa ngàn dặm, nó có thể thấy xa ngàn dặm. Đó là cái đặc biệt của đạo Phật mình như vậy. Với tâm của mình, thưa chư hiền, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ, với tâm của tôi, của mình, biết được tâm của nhiều loại hữu tình khác, nhiều loại người khác. Với tâm có tham, tôi rõ biết tâm có tham. Với tâm không tham, tôi biết rõ biết tâm không tham. Với tâm giải thoát, tôi rõ biết với tâm giải thoát. Nghĩa là bây giờ cái người đó, họ, cái người mà tu mà có được ý lực đó, thì mọi cái tâm của chúng sanh,
ở tâm đó bây giờ tâm đang đang nghĩ một cái gì, tham sân si ha, hoặc là những cái thủ đoạn gian ác, những cái nghĩ ra tính nói xấu người này, nói xấu người kia, thì cái người mà có cái như ý lực, tức là tu tập ở trên tứ niệm xứ, làm cho sung mãn bốn tứ niệm xứ, thì họ sẽ biết được cái tâm niệm của người khác rất là rõ ràng. Cái này có thể gọi là tha tâm thông, hay hoặc là thiên nhĩ minh, nghĩa là nó thông suốt tất cả mọi cái, không có còn ngăn che nữa. Tức là cái minh là cái trí tuệ, họ ở trong một cái trạng thái mà thân định trên tâm, tâm định trên thân, thì họ hoàn toàn họ rõ tất cả những cái tâm niệm của chúng sanh. Tâm họ, tâm người đó họ có sân, họ có thù oán hay không thù oán, họ không giận hờn, họ không ghét, thì rõ biết tất cả. Đó là cái lực của như ý tu. Thưa chư hiền, do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, nghĩa là chỗ cái xứ sở nào, nơi đâu, đất nước nào, chỗ nào mà ngay chỗ này thì tôi đều biết rõ được cái xứ sở đó, cái chỗ đó. Còn cái chỗ nào mà không phải xứ, cái chỗ nào là phi xứ đó, là không phải cái nơi chốn, không phải là cái chỗ đó, thì tôi cũng rõ biết hết. Tôi cũng rõ biết. Ví dụ như bây giờ nói ở ngoài Thái Bình Dương có một cái cù lao mà nó không có tên tuổi gì hết, nghĩa là từ lâu tới giờ chưa có ai chiếm nó, cho nên chưa có ai đặt nó cái tên. Thì bây giờ tôi muốn tìm cái xứ sở đó, cái nơi đó coi nó phải có hay không, thì tôi chỉ ở cần ở đây mà tôi chỉ dùng cái tâm của tôi hướng đến cái đó, thì tôi sẽ biết ở đó nó có hay là không có cái thứ đó, cái cù lao đó. Đó là cách thức của một cái ý lực của chúng ta, nó làm chúng ta thông suốt cả một cái không gian vũ trụ mà không còn ngăn ngại đối với chúng ta nữa. Thưa chư hiền, do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết quả vị thuộc của nghiệp báo, quá khứ, vị lai, hiện tại, tùy thuộc vào tùy thuộc sở do và tùy thuộc vào thân, nghĩa là năng sở đó, nghĩa là mọi người vì cái nhân quả nào như thế nào. Cái đây là Đức Phật muốn nói cái chỗ này nè, khi mà tôi tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này ấy, thì cái người đó xảy ra tai nạn gì tôi biết hết, nghĩa là nghiệp báo của họ bây giờ nó chưa có xảy ra, nhưng mà tôi nhìn qua cái người đó là tôi sẽ biết họ sẽ một lát nữa hay là ngày mai hay ngày mốt họ sẽ xảy ra cái tai nạn đó, mà tôi sẽ biết hết được như vậy. Đó là cái ý nói kết quả của cái sự tu tập tứ niệm xứ là nó vi diệu như vậy đó. Đại lộ, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết con đường đưa đến cảnh giới, đưa đến các cảnh giới, nghĩa là con đường nào mà đưa đến các cảnh giới, thí dụ như cái pháp môn này tu đưa đến đâu, đưa đến chỗ nào, như bây giờ nó thiền tâm độ, nó sẽ đưa người ta đến đâu, đó là một con đường đó, đưa cho người ta đến đâu. Bây giờ nói về tịnh độ, niệm Phật thì nó sẽ đưa cái người đó đến chỗ nào, bây giờ nói giới định tuệ sẽ đưa cái người đó đến chỗ nào. Thì tôi như rõ biết, nếu mà tôi tu trên bốn niệm xứ này làm cho sung mãn thì tôi rõ biết tất cả các pháp nó sẽ dẫn dắt người ta đến cảnh giới nào, và hành động người đó làm một cái điều thiện thì tôi biết ngay rằng người đó sẽ dẫn dắt họ sẽ sanh vào cảnh giới đó, cảnh giới thiên đó như thế nào tôi đều biết hết. Thế giới do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết thế giới với một cảnh giới nhiều chủng loại sai biệt, nghĩa là trong một cái thế giới này tôi đều, nếu mà tu tập tứ niệm xứ nó sung mãn, nó làm cho đầy đủ rồi, nghĩa là từ cái đầu của tứ niệm xứ cho đến những cái pháp cuối cùng của tứ niệm xứ thì tôi sẽ thấy rõ tất cả ở trong cái thế giới này, cái thế giới của quả đất này, nhiều cái chủng loại, tức là nhiều cái loại chúng sanh, tức là nhiều cái loài cầm thú, tất cả mọi loài vật nào tôi cũng biết hết, không có loài vật nào mà tôi không thấy biết. Và không những ở trong cái hành tinh này mà nó còn nhiều thế giới, nó còn nhiều cái hành tinh khác, tôi đều rõ biết hết tất cả. Ý của Phật nói là mình tu tập cái tứ niệm xứ nó sẽ có cái năng lực nó làm cho mình thấu suốt như vậy. Thắng giải sai biệt, do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết chỉ hướng sai biệt của các loài hữu tình, nghĩa là cái loài đó nó sẽ sinh ra, nó cái tâm nó như thế nào, cái hướng nó thế nào, nó hoạt động như thế nào, nó làm như thế nào, trong cuộc sống nó hàng ngày như thế nào, tôi đều họ rõ biết được cái hướng của nó, cái nghiệp của nó sẽ phải sống như vậy. Ví dụ như cái nghiệp của một con bò
thì nó phải ăn cỏ mà sống. Cái nghiệp của con cọp nó phải ăn thịt của loài chúng sanh mà sống. Thì do đó cái hứa của nó tạo thành cái nghiệp đó, cho nên vì vậy mà nó phải sống ở trên cái nghiệp đó. Thì khi mà tôi tu tập tứ niệm xứ thì tôi đều nhìn chúng sanh, mỗi một cái loài vật tôi đều rõ ràng biết cái hướng của nó sẽ đi về đâu và nó đi về chỗ nào và tiếp tục tái sanh như thế nào qua cái hướng đó. Căn do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết các căn thượng hạ của các loài hữu tình và các loài người. Các loài người đó nghĩa là từ cái loài chúng sanh như con trùng, con kiến này kia, tôi biết được cái căn của nó, cái căn hạ, căn thượng của nó như thế nào đều là biết rõ hết. Cho đến là người đó có căn hạ căn thượng gì tôi cũng biết rõ hết. Do mình tu tập tứ niệm xứ thì thấy cái người đó, biết họ là như thế nào rất là rõ. Thiền do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi như thật rõ biết sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các thiền chứng về thiền và giải thoát về định. Nghĩa là khi mà tu tập tứ niệm xứ rồi thì mình sẽ biết rất rõ về sự tạp nhiễm và sự thanh tịnh. Nghĩa là đối với tâm mình thì mình cũng rõ, mà với tâm mọi chúng sanh mình cũng vẫn rõ biết cái sự tạp nhiễm của họ và họ có sự thanh tịnh hay không. Thí dụ như bây giờ các con đang tu với thầy, thì trong khi đó mà thầy tu tập tứ niệm xứ, thầy đã làm cho nó sung mãn rồi, thì cái sự mà các con tu tập có cái tâm thanh tịnh hay không thanh tịnh thầy đều biết. Và các con chưa có cái